Kính chào quý khán giả đang đến với bản tin buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin trưa hôm nay, mời quý khán giả cùng đi qua những thông tin thời sự trong tỉnh đáng chú ý sau. Tây Ninh công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát nội dung liên quan chế độ dành cho người hoạt động không chuyên trách. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, gồm xã Thành Bắc, huyện Tân Biên, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, xã Hảo Đức, huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, gồm xã Phước Chỉ, thị xã Trang Vàng, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, xã An Bình, huyện Châu Thành, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, xã Thành Tân, thành phố Tây Ninh, xã Thành Phước, huyện Gò Dầu và xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu. Đối với xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các huyện, thị xã thành phố và các xã có tên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu có trách nhiệm tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đã đạt chuẩn theo quy định. Sáng ngày 13 tháng 3, đoàn khảo sát của ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do bà Nguyễn Thị Chi, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc khảo sát nắm thông tin lấy ý kiến đối tượng tác động của dự thảo nghị quyết về quy định chức danh và mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã phường thị trấn và ở ấp khu phố mức khoán chi phí hoạt động của tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp khu phố mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp khu phố trên địa bàn thành phố Tây Ninh, phường Ninh Thạnh, xã Thành Tân. Các đại biểu tập trung cho ý kiến mức hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp khu phố, mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, đề xuất tăng định mức khoán kinh phí hoạt động quản lý hành chính để đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động theo dự thảo nghị quyết mới. Bà Nguyễn Thị Chi, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn các địa phương sẽ tiếp tục gửi ý kiến về ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh để tổng hợp nghiên cứu. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 3, đồng biên phòng cửa khẩu quốc tế Một Bài thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép chất ma túy và tăng trữ trái phép chất ma túy xảy ra ngày 5 tháng 3 năm 2024 tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bích Cầu, tỉnh Tây Ninh và bàn giao đối tượng tăng vật cho lực lượng công an huyện Bích Cầu, tỉnh Tây Ninh tiếp tục xử lý. Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 5 tháng 3 năm 2024, tại đường tuần tra biên giới, khu vực cột mốc 170 xẹp 3 thuộc ấp Thuần Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài chủ trì phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, đội đặc nhiệm bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, chi cục hải quan cửa khẩu Mộc Bài, công an xã Lợi Thuận, công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh tuần tra kiểm soát, phát hiện một người đàn ông đang điều khiển xe mô tô từ hướng Campuchia về Việt Nam, có chở theo một túi sách màu đen. Tiến hành kiểm tra thì phát hiện bên trong có một túi ni lông trong suốt chứa tinh thể trắng màu trắng và một túi chứa 102 viên đén màu xanh có ký hiệu SSR nghi là ma túy. Đối tượng tên là Nguyễn Văn Lường, sinh năm 1958, thường trú ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Ông Lường khai nhận túi sách màu đen chở từ Campuchia là do một người đàn ông tên Vũ dùng số điện thoại 0941 287 916 gọi thuê ông sang Campuchia lấy mang về Việt Nam cho Vũ. Ông Lượng sang nhận túi sách màu đen từ một người đàn ông tại casino trên địa bàn thành phố Bà Vẹt, Campuchia. Trên đường đi giao cho Vũ, khi đến khu vực cột mốc 170-3 thì bị tổ công tác kiểm tra và phát hiện bắt giữ. Ông Nguyễn Văn Lường khai, khi nhận túi sách màu đen tại Campuchia thì không kiểm tra và không biết bên trong có chứa gì. Sau đó, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với các lực lượng phát hiện Hà Thúc Vũ đang ngồi quán nước cặp quốc lộ 22A thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Lực lượng chức năng mời Hà Thúc Vũ về đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài làm việc. Tại đây, đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Mới đây, Thành đoàn Tây Ninh, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố và Hội chữ thập đỏ thành phố phối hợp Trung tâm Truyền máu chợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024. Kết quả đã tiếp nhận 277 đơn vị máu, trong đó có 130 đơn vị máu của đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu. Trong đợt hiến máu lần này, còn có các cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố như chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền là bí thư chi đoàn khối đảng khối vận thành phố Tây Ninh đã tham gia hiến máu được 24 lần. Xác định công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm. Công an Tây Ninh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực này, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an Tây Ninh đã hợp với các sở, ban ngành, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cùng với đó phát huy tốt vai trò của người có uy tín chức sắc tôn giáo để phối hợp tuyên truyền vận động thường xuyên đến tận từng hộ dân tuyên truyền vận động các gia đình ký cam kết không mua bán tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ kết quả trong đợt cao điểm trước trong và sau Tết Nguyên Đán lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã vận động 17 trường hợp thu 11 khẩu súng hơi tự chế 2 ống bơm hơi 3 linh kiện súng hơi tự chế hai cây kiếm và trên 2.300 viên đạn. Ngày 12 tháng 3, bà Phạm Thị Thúy Hằng, trưởng ban tổ chức huyện ủy Gò Dầu, đến trao tặng hoa và tiền mừng thọ cho đảng viên tròn 95 tuổi trên địa bàn huyện. Tại đảng bộ xã Hiệp Thạnh, bà Phạm Thị Thúy Hằng, trưởng ban tổ chức huyện ủy, đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng hoa, tiếp mừng thọ và số tiền mặt là 15 triệu đồng cho đảng viên tròn 95 tuổi là đồng chí Nguyễn Văn Chính, còn gọi là Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1929, quê quán xã Sông Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, và hiện ngụ ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Đảng viên Nguyễn Văn Chính được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1953 tại chi bộ trợ chiến, tiểu đoàn 307 và hiện được miễn sinh hoạt đảng do tuổi cao, bệnh tật. Tiếp theo bản tin trưa nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin trong nước và quốc tế với những tin chính sau. Hiện thực hóa bảo hiểm y tế toàn dân Học sinh thử sức với đề thi trung học phổ thông theo chương trình mới Nhật Bản và IAEA hợp tác xử lý nước thải phóng xạ bộ đồ thông minh giúp vận động viên Olympic bơi nhanh hơn. Thưa quý vị, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước, có nghĩa an sinh đối với đời sống cộng đồng, góp phần thực hiện bình đẳng, tiến bộ và công bằng xã hội. Để đây, Việt Nam đã từng bước mở rộng diện bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện với 93,35% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Bước qua tuổi 60, bà Lê Thủy Tiếp Mai cảm thấy an nhàn khi tuổi già không chỉ có lương hưu, lại được hưởng thêm bảo hiểm y tế với mức hưởng lên đến 95%, cao hơn mức tự đóng theo hộ gia đình nếu không có lương hưu. Mừng bởi vì cô được nhà nước hỗ trợ một cái bảo hiểm xã hội hàng tháng là cô về cô đã yên tâm rồi. Mà hơn nữa về sau tuổi già thì dù sao cái mức lương nhà nước sẽ hỗ trợ cô tăng dần lên thì cô cũng cảm thấy rằng về là mình không phải lệ thuộc vào con cái bảo hiểm y tế là một trong những chính sách trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội trong những năm qua nhờ có bảo hiểm y tế rất nhiều gia đình đã phơi bớt gánh nặng tài chính khi được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí điều trị nhất là với những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo điều trị dài ngày bên cạnh chính sách chung của đảng và nhà nước nhiều tỉnh thành phố đã tự bố trí ngân sách để hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng tham gia đầu năm 2003 thì được cái sự quan tâm của Đảng và chính phủ thì cho chúng tôi được hưởng cái chế độ bảo hiểm an toàn khu, tức là khu chiến khu đấy. Thì là tôi thấy là nó rất là tiện lợi về cái này nó là cái bảo hiểm y tế, nó là rất sát thực với người dân. Trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh trong khi chưa thực hiện được việc bảo đảm cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho toàn dân. Việt Nam mở rộng diện bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện, đến nay đã đạt mức 93,35%. Năm 1993 mới chỉ là 5,4%, đồng thời tập trung vào việc tăng cường y tế phòng ngừa, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều dịch bệnh vốn phổ biến trước đây đã được khống chế thành công. Có thể thấy, chủ trương thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân luôn được đảng ta khẳng định và phát triển qua các kỳ đại hội. Dưới sự lãnh đạo của đảng, bảo hiểm y tế đã khẳng định tính đúng đắn của một chính sách xã hội phù hợp với tiến trình đổi mới đất nước, góp phần bảo đảm sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mỗi năm, Quỹ Bảo hiểm Y tế thực hiện chi trả với số tiền hơn 100.000 tỷ đồng cho khoảng từ 160 đến 185 triệu lượt người đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Chúng ta đã đảm bảo cái bảo hiểm y tế không mất tiền cho những người từ 80 tuổi trở lên, những cái người nghèo và các cháu nhỏ từ dưới 6 tuổi trở xuống. Thì những cái minh chứng cụ thể đó chứng minh là gì? Là cái việc thực hiện cái chính sách an sinh xã hội của Đảng nhà nước ta được nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Việt Nam đang từng đẩy mạnh lộ trình thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế cho toàn dân. Đây sẽ là cơ sở, nền tảng xây dựng cộng đồng xã hội khỏe mạnh, góp sức cùng phát triển đất nước. Thưa quý vị, năm 2022, Việt Nam xếp thứ ba khu vực về sản lượng công nghiệp. Đến tháng 1 năm 2024, Việt Nam có 4 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu hơn 1 tỷ đô la Mỹ là dịch may, máy tính, điện thoại máy móc. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, World Bank vào năm 2022, Việt Nam đứng thứ 23 thế giới về giá trị sản lượng công nghiệp. Ba quốc gia tại Đông Nam Á giữ vị trí cao trong bảng xếp hạng sản lượng công nghiệp lần lượt là Indonesia giữ vị trí thứ 12 trên toàn cầu, Thái Lan bám sát ở vị trí thứ 20, trong khi Việt Nam giữ vị trí thứ 23. Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy, tính đến hết ngày 11 15 tháng 1 năm 2024, có 4 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, gồm giày may, máy tính, điện thoại và máy móc thiết bị chiếm 53,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố có đường sắt đi qua đề nghị triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, góp phần phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông đường sắt. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố có đường sắt đi qua, chỉ đạo đôn đốc cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng đường gom, hàng rào ngăn cách dọc theo đường sắt để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt, ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để triển khai thực hiện xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt theo kế hoạch lộ trình được phê duyệt. Trong thời gian chờ xóa bỏ, Bố trí nhân lực cảnh giới tại các lối đi tự mở có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản về việc đẩy mạnh cho vay thu mua kinh doanh lúa gạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Công văn nêu rõ, ngân hàng nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại chủ động cân đối nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay của người dân, doanh nghiệp, sản xuất, chế biến, thu mua, tạm trữ, xuất khẩu lúa gạo, nhất là thu mua lúa, hàng hóa, vụ đông xuân năm 2023-2024 tại các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Không để xảy ra tình trạng người dân, doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh, hiệu quả, đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật mà không tiếp cận được vốn vay. nhằm giúp học sinh lớp 11 hiện nay làm quen với cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội tổ chức cho khoảng 100.000 học sinh khối này làm bài khảo sát các môn ngữ văn và toán. Đây là lứa học sinh đầu tiên sẽ học và thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc được thi thử tốt nghiệp ngay từ khi mới học lớp 11 là trải nghiệm thích thú với Nhật Anh và Minh Minh. Không chỉ quy trình thi giống như thật, mà đề thi theo định dạng mới cũng khiến hai em khá hồi hộp. Vẫn có những kiến thức đấy nhưng mà nó là theo một hình thức mới, hình thức mới của em mặc dù cũng đã được nghe nhiều lần rồi nhưng mà hôm nay được trải nghiệm, được làm thử đề thi thì cũng khá là hơi sợ toán thì nó lại thêm phần đúng sai nên là nó cũng phải yêu cầu nhiều về lý thuyết hơn. ạ đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức kỳ thi khảo sát tốt nghiệp cho học sinh lớp 11. Trong đó học sinh làm bài kiểm tra môn ngữ văn trong 120 phút, hình thức kiểm tra tự luận. Còn bài kiểm tra toán có thời gian làm bài 90 phút theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Do có nhiều điểm mới trong định dạng đề thi, nhất là môn trắc nghiệm, nên ngoài chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ, thì công tác hướng dẫn quy chế thi cũng được các trường triển khai kỹ lưỡng. Nếu như trước đây chỉ có một cái định dạng là chọn một phương án trả lời trong bốn phương án thôi thì bây giờ sẽ là thêm hai cái định dạng là đúng sai và điền khuyết trả lời ngắn cho nên là tôi đã hướng dẫn cho các học sinh được học quy chế vào ngày hôm qua để chuẩn bị cho kỳ thi ngày hôm nay. Ngoài giúp học sinh làm quen với định dạng đề thi mới thì kỳ khảo sát còn có ý nghĩa quan trọng cho công tác giảng dạy của giáo viên cũng như định hướng học của học sinh trong thời gian tới để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp vào năm 2025. Thay vì xây dựng câu hỏi thi theo tính bảo mật như hiện nay, ngân hàng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ có tính mở. Các địa phương có những câu hỏi hay sẽ được gửi về bởi dục và đào tạo. Bộ sẽ đánh giá chất lượng câu hỏi và gửi ngược trở lại cho các sở dục và đào tạo, góp phần giúp lãnh đạo địa phương đánh giá chất lượng dạy học và biên soạn đề thi. Quý vị thân mến, tháng 3 khi hoa đào hoa mận đã tàn phai, Núi rừng Tây Bắc lại ngập trong sắc trắng muốt của hoa ban. Hiện tại đang là thời điểm hoa bung nở rực rỡ nhất. Hoa ban cũng là biểu tượng kiêu hãnh của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng và Tây Bắc nói chung. Hoa biểu trưng cho sự thuần khiết, trong sáng của người phụ nữ, cũng là biểu tượng cho cuộc sống hạnh phúc, tình yêu. Trên khắp núi đồi, bản làng hay những cung đường Tây Bắc, hoa ban đã bung nở trắng muốt. Hoa ban mang vẻ đẹp thuần khiết với sắc trắng muốt, tinh khôi, pha lẫn nét phớt hồng. Trong tâm thức của người dân tây bắc, hoa ban không chỉ là một loài hoa đẹp, đây còn là biểu tượng bất diệt cho tình yêu son sắc, thủy chung của những chàng trai cô gái nơi rẻo cao, gắn liền với câu chuyện về nàng ban và chàng khum. Vẻ đẹp của hoa ban khiến cho bất kỳ ai khi đến với mảnh đất tiền biên thời điểm này không khỏi ngất ngây cũng bởi vậy, nhiều bạn trẻ với những bộ trang phục đặc trưng của người dân tộc Thái như áo cấm, khăn biêu đã không bỏ lỡ cơ hội để có thể lưu giữ những khoảnh khắc của thanh xuân với hoa ban trong khoảng thời gian hoa bung nở đẹp nhất tôi là một người con được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Điện Biên và mặc dù rằng hình ảnh hoa ban quen thuộc nhưng mà đối với tôi thì hoa ban vẫn luôn có một vẻ đẹp rất là thiêng liêng nó gắn liền với Điện Biên và gắn với những kỷ niệm của tôi ấy và cũng đặc biệt là tôi thấy năm nay thì hoa ban lại đúng dịp lễ hội hoa ban và đó cũng là cái thuận lợi để du khách ở khắp nơi đến chiêm ngưỡng hoa ban cũng như là tham dự lễ hội. Tháng 3 trong năm thì hoa ban nở trắng rừng rất là đẹp. Là một người con của Điện Biên thì em thấy hoa ban nở trắng rừng rất là đẹp. Có một vẻ đẹp tinh khôi của người con gái Thái Điện Biên. Và mỗi dịp vào tháng 3 đến thì em đều muốn chụp những ảnh để lưu lại kỷ niệm của mình đối với hoa ban. Hoa ban là loài hoa đặc trưng của tỉnh Điện Biên, hoa bắt đầu bung nở từ khoảng trung tuần tháng 2 đến hết tháng 3 dương lịch hàng năm. Tại Điện Biên, hoa ban phân bổ nhiều nhất tại các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mương Trà, Tủa Chùa và thành phố Điện Biên Phủ. Sắc hoa ban tươi thắm như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Điện Biên vào mùa xuân. Vào mùa trung tuần tháng 3 hàng năm, Điện Biên tổ chức lễ hội hoa ban để tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng này, Đặc biệt, năm nay, Điện Biên đăng cai năm du lịch quốc gia và cũng là kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Bởi vậy, đây sẽ là điểm nhấn quan trọng trong thu hút khách du lịch đến với Điện Biên. Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, ngày 12 tháng 3, Chính phủ Nhật Bản và Cơ quan Năng lượng Quốc... Nguyên tử Quốc tế IAEA đã thống nhất sẽ tiếp tục hợp tác để phân tích tác động của nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Phát biểu trong cuộc gặp tổng giám đốc IAEA Rafael Rossi đang thăm ở Tokyo, chánh văn phòng đội các Nhật Bản Iosimasa Osimaza Cho biết Tokyo muốn giải thích tính an toàn của hoạt động xả thải này với cộng đồng quốc tế dựa trên các căn cứ khoa học. Ông Hayashi nhấn mạnh sự tham gia hỗ trợ của IAEA trong quá trình xả thải là rất quan trọng. Về phần mình, ông Rossi khẳng định IAEA sẽ hợp tác chặt chẽ với Tokyo và đảm bảo sự an toàn về lâu dài của nước thải phóng xạ dưới quy trình kiểm tra nghiêm ngặt của IAEA. Trong động thái nhằm trấn áp tình trạng bạo lực gia tăng do tội phạm ma túy những ngày gần đây tại thành phố Rosario ở tỉnh Santa Fe, chính phủ Argentina đã quyết định triển khai lực lượng an ninh liên bang tại đây, cũng như đề xuất các biện pháp mới chống tội phạm có tổ chức, trong đó có nạn rửa tiền. Phát biểu họp báo, Bộ trưởng An ninh Patricia Bullrich và Tổng thống Santa Fe Massimiliano Bullaro, -Bullaro cho thông báo chi tiết về việc chính phủ Argentina thiết lập một ủy ban xử lý khủng hoảng để ứng với vấn nạn khủng bố ma túy tại tỉnh này. Speedo, nhà phân phối đồ bơi và các phụ kiện liên quan đến bơi lội có trụ sở tại Nottingham, Anh, đã thiết kế đồ bơi thông minh có thể giúp người bơi di chuyển nhanh hơn. Đây là trang phục thi đấu kỹ thuật cao hứa hẹn tạo độc phá tại Olympic Paris 2024 kinh ngư Regan Space và động viên bơi ngửa người Mỹ từng vô địch thế giới đang có buổi tập luyện tại khuôn viên đại học bang Arizona. Cô cho biết cảm thấy rất tự tin khi mà Fraskin LZR bộ đồ bơi được mệnh danh là nhanh nhất thế giới. Công ty Speedo cho biết sản phẩm Fraskin LZR là loại chống thấm nước tốt nhất từ trước đến nay, giúp giảm lực cản của nước và có thể giúp người bơi di chuyển nhanh hơn. Ngày 12 tháng 3, Tổ chức Bảo tồn Phi Chính phủ mang tên African Parks cho biết đang nuôi giữ 2.000 cá thể tê giác trắng để chuẩn bị cho việc thả về tự nhiên. Kế hoạch nằm trong dự án nhằm tăng số lượng tê giác trắng trong tự nhiên, vốn đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cho nạn săn bắn trộm. African Parks hy vọng kế hoạch của tổ chức này sẽ có thể giúp tăng số lượng tê giác trắng phương Nam hoang dã trên thế giới lên 15%. Cụ thể, African Parks đặt mục tiêu thả về tự nhiên mỗi năm 200 có thể tê giác trong vòng 10 năm. Nạn săn trộm tê giác để lấy sừng vẫn đang là một vấn nạn nghiêm trọng tại Nam Phi. Sừng tê giác được sử dụng để làm thuốc và đồ trang sức, đặc biệt phổ biến ở châu Á. Theo số liệu của chính phủ Nam Phi, chỉ riêng trong năm ngoái đã có tới 499 cá thể tê giác đã bị săn trộm, tăng mạnh so với năm trước đó. Bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại